Tập 16. Anh lại đi làm hán gian, dẫn theo quỷ tử về Đánh Sơn Trại. Mặt mũi của nhà họ Bạch bị anh làm mất hết rồi. Anh biết đây là lỗi của anh, nhưng mà anh có cách nào khác đâu Tiểu Bạch. Anh à, anh có biết không, bây giờ em là bác lộ đi, là bác lộ đánh quỷ tử. Hay là anh đi làm với em, Tiểu Bạch. Bác lộ sẽ không chấp nhận người như anh đâu. Chỉ cần anh một lòng hối lỗi vì quốc gia của chúng ta, vì người dân, chuyện này em sẽ nói với đại ca. Tiểu Bạch, anh làm em chịu ấm ức rồi. Anh à, không sao đâu, chỉ cần anh cố gắng vì nhà họ Bạch, em chịu chút ấm ức cũng không sao hết. Vậy được Tiểu Bạch, anh quyết định rồi, sẽ cùng với em đánh quỷ tử. Anh cùng em đánh quỷ tử, thật sao? Quá tốt rồi, tối nay chúng ta cùng đi. Đi. Uống, uống. Nào nào, uống đi, uống đi. Nào đại đương gia, rót đầy nhé. Uống nhiều lên. Uống nhiều vào đấy. Nào đại ca, rót đầy, rót đầy. Các anh em bác lộ, hôm nay tôi giết heo bày tiệc là để thể hiện sự kính trọng của chàng Sơn Hổ tôi đối với mọi người. Sau này một khi cướp được lương thực, chàng Sơn Hổ nhất định sẽ đưa đến bác lộ để nhận minh chủ. Được, đại đương gia, chúng tôi đợi anh. Được. Lát nữa ăn xong, chúng tôi sẽ về dân thành trước. Được, sau khi ăn no, uống say rồi, tôi tiễn mọi người xuống núi. Thịt kho tàu đến rồi đây. Nào nào mọi người, mau thử thịt kho tàu của chúng tôi đi. Mời hai người ăn đi, ăn đi. Đường gia, thịt kho tàu của anh sao không có da vậy? Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên anh gặp Bạch công tử sao? Đúng. Nếu không phải lần này Hideo cùng Phùng Mặc Rỗ đánh vào trong núi, tôi cũng không gặp được em tôi. Vậy anh gặp được cậu ấy có suy nghĩ gì không? Tôi muốn làm bác lộ. Tôi biết rồi. Nhưng mà anh từng nói, trước đây anh từng làm quân hiến binh, sau đó vì quân hiến binh của quân đội Nhật đến tiền tuyến cả rồi. Vậy nên anh vẫn luôn theo làm việc cho quỷ tử. Là như vậy. Nhưng mà tôi chỉ làm chạy việc giặt cho họ thôi, không có làm chuyện gì hết. Phiên dịch Bạch, chỉ cần anh một lòng hướng về bác lộ, hận quỷ tử, thì anh đã là kháng Nhật rồi. Nhưng mà tôi thật sự muốn gia nhập quân bác lộ. Không có gì khác nhau mà. Anh vẫn có thể làm việc cho quỷ tử. Tôi hiểu rồi. Xem đi, tiểu hán giang nhìn đại hán giang, kẻ làm hán giang sớm muộn cũng bị người khác lột da thôi. Tôi không phải hán giang. Anh cậu là hán giang đấy, cha cậu cũng là hán giang. Nhà của cậu, cậu cũng sắp thành hán giang rồi. Anh nói lại lần nữa xem. Nói cậu thì sao chứ? Nói sai gì chắc? Tên đó không phải hán giang. Cha của cậu không phải sao? Tôi nói cậu biết, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Anh nói ai vậy hả? Sao sao nào, dám ra tay với hậu gia hay sao? Tôi nói cho cậu biết, nhà các cậu lão hán giang, tiểu hán giang, đại hán giang, dị hán giang, các anh không chịu thôi đúng không? Anh nói lần nữa xem. Anh nói lại xem. Tiểu Bạch, cậu giỏi quá ha. Lão Thức, nói sai cho cậu hay sao? Dừng tay. Rảnh quá rồi đúng hay không? Đi theo tôi. Kiểu gì không biết.
Đại ca, nửa đêm rồi ai vậy không biết? Tôi không biết, coi đó xem sao. Các anh là bộ phận nào? Chúng tôi thuộc bộ phận nào? Cần nói cho anh biết hay sao chứ? Danh giáo quá nhỉ. Bỏ súng xuống. Tôi thấy người bỏ súng xuống là anh mới đúng. Người anh em, nếu như tôi đoán không nhầm, các anh là quân đoàn 32 đứng một canh phòng bờ sông. Đoàn trưởng của các anh tên là Trần Hữu Nghị, phó quan là Chu Hữu Đức. Rốt cuộc các anh là ai? Chúng tôi. Nói ra sợ dọa chết anh thôi. Quân đoàn độc lập núi dân vụ quân Bắc Lộ. Đây là lão đại của chúng tôi. Quân Bắc Lộ, chính ủy của đoàn các anh tên gì chứ? Anh không cần phải biết. Tôi thấy các anh vốn chỉ không biết. Quá ra người nói dối là các anh. Tước vũ khí của họ cho tôi. Tôi xem ai dám cử động. Không được cử động. Đoàn trưởng đoàn độc lập quân Bắc Lộ, Hách Vĩnh Lượng, chính quyền Cố Phong, tham mưu tác chiến thôi ba. Anh còn muốn biết gì nữa? Tôi mạo muội hỏi các anh một câu. Các anh đến đây là chấp hành nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ của chúng tôi là giết quỷ tử. Chỉ cần giết quỷ tử thì đều đáng được tôn kính. Đợi đã, tôi cũng muốn hỏi một câu. Nhiệm vụ của các anh là gì? Nhiệm vụ của chúng tôi cũng là giết quỷ tử. Đinh trưởng quan, súng của tôi. Tự lấy đi. Chỉ dựa vào cậu? Súng cậu không cầm chắc, còn muốn đánh quỷ tử? Kiểu gì không biết? Giết quỷ tử thì giỏi lắm hay sao? Không chỉ là giả. Câm miệng. Có gì buồn cười chứ? Đi. Đại tá các hạ, lần này về Bắc Sơn Tặc thất bại, phía Hoàng quân chúng ta bị tổn thất. Đây không phải điều tôi quan tâm. Tôi chỉ quan tâm thực lực của Sơn Tặc. Tôi đã nắm được thực lực của chúng rồi. Chỉ cần hai tiểu đội Hoàng quân cũng có thể tiêu diệt được chúng. Rõ. Báo cáo. Đây là danh sách vật tư chuyến đầu đến Dân Thành. Rõ. Cô Daisy, cầm hết tất cả những bức tranh này xuống. Cậu phụ trách bảo quản chúng. Rõ. Đợi đã. Bức này không cần lấy đi. Rõ. Thoải mái không?
Phùng Mặc Rỗ. Bạch, Bạch, Bạch cái đầu anh. Đi theo tôi đi gặp Hi Điều. Anh buông tay, cậu cút sang một bên cho tôi. Buông tay. Đừng đừng. Này cậu Bạch, cậu buông tay đi. Buông tay trước. Nghe tôi từ từ giải thích cho cậu nghe. Cậu Bạch này, thật sự không phải tôi mà kệ cậu. Đến hoàng cung cũng trút rồi. Vậy nên anh chẳng không ra gì. Rõ ràng biết tôi ở đó. Anh chạy còn nhanh hơn thỏ nữa. Đúng đúng. Cậu Bạch, đúng rồi. Tôi sai với cậu. Tôi sai. Hay là thế này đi, tôi khấu đầu với cậu nha. Khấu gì chứ? Khấu đi. Anh khấu đầu cho tôi xem. Khấu đầu thật sao? Tôi nói cho anh biết, Phùng Mặc Rỗ, nếu như không phải tôi mạng lớn trốn ở trong núi một đêm, thì tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi chẳng được gặp trưởng quan nữa. Anh có tin không? Cậu đúng là phúc lớn mạng lớn. Cậu Bạch, tôi nói cho cậu nghe, bây giờ không phải là lúc đi tìm Hideo đâu. Đến đó chúng ta không có kết quả tốt đâu. Là anh không có kết quả tốt gì mà tôi không có kết cục tốt đẹp chứ? Đúng rồi, tôi nói cho anh biết Phùng Mặc Rỗ, nếu như có lần sau, chỉ một lần nữa thôi, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ nói hết mấy chuyện các anh qua mặt lừa gạt quỷ tử ra ngoài. Anh tin không? Bây giờ tôi nói luôn. Được rồi, tôi biết rồi. Gần đêm, anh đi sai rồi. Sai rồi mà. Anh xin bồi tội với cậu, được không nào? Bớt nóng đi, biết sai là được. Phùng Mặc Rỗ, anh nói xem trên mặt của anh cũng đâu có bị rỗ đâu. Anh gọi Phùng Mặc Rỗ gì chứ? Bị điên hả? Này này, không bị rỗ thì không được gọi là Phùng Mặc Rỗ hay sao? Đừng mà. Phiên Dịch Bạch, cậu đi thông thả nha. Phiên Dịch Bạch, đi nha, đi nha. Thằng nhóc này mạng lớn thật đấy, vậy mà còn sống quay lại đây được. Sao không bị sơn tặc bắt sống đi vậy? Đúng là phúc lớn mạng lớn mà. Sớm muộn gì cũng xử lý cậu ta thôi. Vừa rồi sao không ăn đi? Vừa mới từ núi xuống, cậu chưa nghĩ cách để tính tội với Hideo. Không có tâm trạng để ăn. Vậy bây giờ có cách gì sao? Không có. Đừng vội, cứ từ từ thôi. Từ từ cũng không nghĩ ra được gì. Nhưng mà anh đã hứa với chàng Sơn Hổ. Tôi không hứa với anh ta được chắc. Tôi không đồng ý với anh ta thì Bạch Gia Trang sẽ gặp tai ương. Cho dù thế nào, chuyện anh đồng ý với chàng Sơn Hổ là đúng. Sơn trại Thần Ưng là lực lượng vũ trang kháng Dực. Chúng ta cố gắng kéo anh ta về. Vậy nên khi ăn cơm tôi cũng phải nghĩ, làm sao mới có thể thay đổi thời gian chuyển lương thực. Tôi tin anh sẽ không làm cho chàng Sơn Hổ thất vọng đâu. Cũng sẽ không để cho tôi thất vọng. Anh ăn trước đi. Tôi phải đi ngay đây. Cô đi đâu chứ? Đến các trạm liên lạc khác xem sao. Bảo Mai Hương đi theo cô đi. Không được, cô ấy phải ở lại trong tiệm. Nhớ lấy, cho dù có ý định gì, cô phải đợi tôi quay về đó. Được rồi, được rồi. Tôi đi chuẩn bị chút. Tôi nói cậu nghe, lão hầu trong lòng của tôi tính toán giỏi nhất là gì không? Cậu đừng có thấy tôi kẻ thô lỗ. Lúc tôi đi săn, tôi ở trên núi, tôi thấy một ổ lợn con. Lão hầu mềm lòng, không có ra tay được. Nhưng mà đối với hắn Giang thì không như vậy được. Có gì không giống? Giống nhau hết thôi. Nếu là thất gia, không cần biết là hắn Giang hay gì, một nhát một tên. Một nhát một tên thôi. Có một chuyện tôi nghĩ mãi không thông. Giả sử nha, cậu nói xem, nếu như Trung Quốc không có Hán Giang, cậu xem, tiểu quỷ tử đến chỗ của chúng ta, hắn không biết nói gì hết, không có đồ ăn, không có thức uống. Cậu nói xem chúng làm gì ở đây được? Nếu như không có Hán Giang thì tiểu quỷ tử xong đời từ lâu rồi. Vậy nên cậu nói xem, ai mới là kẻ đáng hận nhất? Cậu phải nói hay sao? Hán Giang làm người ta hận nhất. Tôi nói là lần cuối, tôi không phải Hán Giang. Tôi ra ngoài để đánh quỷ tử. Tôi có thể đi du học. Tôi có thể sống cuộc sống không bằng tiền bạc. Tôi làm vậy để làm cái gì chứ?
vì nước mất nhà tan. Tất cả người Trung Quốc chúng ta sắp trở thành nô lệ mất nước rồi. Tôi có thể có mắt mà coi như không thấy sao? Một người đọc sách như tôi, tôi cầm súng lên, cầm dao để giết người lên, cùng các anh đánh quỷ tử. Nhưng mà các anh thì sao? Các anh lại nhìn tôi như vậy, nhìn tôi bằng một cặp mắt khác. Sao nào? Khóc hả? Có mặt mũi nào để khóc hả? Khi tiểu quỷ tử đến, nhà của cậu có bớt đi bát cơm nào hay không? Tiểu quỷ tử đến đây, nhà của cậu có ai chết chưa? Còn cha của cậu hay sao? Hầu gia, hơn 30 mạng người, tại sao lại mất? Bởi vì cha tôi không phải là Hán Giang. Vì cha của tôi không phải là Hán Giang. Thủ hầu, mặc kệ cậu ta đi. Khóc, để cậu ta khóc đi. Tôi nói cho cậu biết nha, cậu khóc chết thì cũng không ai quan tâm cậu đâu. Còn nói cầm súng cầm đạn lên gì nữa? Cậu biết làm hay không? Cậu chỉ biết nói và nói thôi. Có bản lĩnh cậu xông vào đánh Hán Giang, đánh quỷ tử kìa. Cậu khóc nữa, cậu là đồ ẻo lả. Được rồi, không chịu thôi có phải hay không? Quý khách, mời vào trong. Sau này đến thường xuyên nha. Đến đây, đến đây. Cút sang một bên. Đấu gà đấy hay sao? Cứ kệ tôi, tôi đang bực đó nha. Mặc kệ thì mặc kệ, có gì hay ho đâu. Đẹp đấy nhỉ? Sao lại chạy đến chỗ của cậu vậy? Gì chứ? Gì mà chạy đến chỗ tôi? Cậu nên nói đây là đồ của nhà họ Bạch. Chạy đến chỗ của tôi, cậu biết rồi hay sao? Chính là vì đồ của Bạch gia, cho nên tôi mới lấy đấy. Cậu nghĩ xem đi, cha của cậu ta là lão Hán Giang, không phải giả nghèo hay sao? Không cho chúng ta ăn ngon sao? Thất ca lấy đồ của ông ta, để ông ta trả lại gấp mấy lần. Sau này ăn hành thì tránh xa tôi ra nha. Được được, cút sang một bên đi. Hôi chết đi được. Đây là gì chứ? Đây là tiền đó. Thất ca cầm nó đi đổi thành tiền để mua thịt đầu heo, có được không? Đi 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 đi, chẳng ra gì. Không ra gì hết. Ăn hành nhìn phiền ghê. Đồ này là
Thứ tốt đấy. Xem đi, xem đáng bao nhiêu tiền. Thứ này bao nhiêu tiền tôi cũng không dám nhận đâu. Có ý gì vậy chứ? Xem suốt nãy giờ mà chỉ nói ra được câu đó thôi sao? Tại sao vậy? Không muốn nhận. Ông là làm nghề gì vậy? Tiệm của tôi là tiệm buôn đồ cổ, nhưng mà đồ này của anh thật sự không nhận được. Tôi thấy khó hiểu quá rồi đó. Có ai giết heo mà không mài dao đâu chứ? Thất gia chỉ là muốn biết tại sao lại không nhận. Vì bởi vì nói đi. Tiểu quỷ tử đến rồi. Nhà của cậu bớt đi bắt cơm nào hay không? Tiểu quỷ tử đến đây. Nhà của cậu đã ai chết chưa? Có cha của cậu ấy. Phục vụ. Cho rượu lên đây. Cậu còn uống nữa hay sao? Rượu lên luôn đây ạ. Đồ này của anh thật sự không thể nhận được. Tiệm nhỏ tôi không chịu được mạo hiểm, sợ đồ này của anh có lai lịch gì đó. Tôi hiểu rồi. Ý của ông muốn nói là sợ đồ của tôi có nguồn gốc không tốt chứ gì? Tôi không phải có ý như vậy đâu. Ông lại có ý như vậy mà. Tôi thật sự không có ý đó. Chữ quầy, tôi nói cho ông biết. Ông ta không nhận, tôi nhận. Anh là làm nghề gì vậy? Vị này là hội trưởng của thương hội Nhật Bản, anh Muramura. Người Nhật hay sao? Tôi là Muramura, là chuyên làm về đồ cổ. Tôi có thể xem thứ này chút không? Anh có thể cho tôi xem một chút không? Muốn xem đúng hay không? Xin lỗi nha, tôi đổi ý rồi, không bán nữa. Anh yên tâm đi, giá tôi đưa ra anh nhất định sẽ hài lòng thôi. Muốn tôi hài lòng hay sao? Trừ khi nhường lại vị trí thiên hoàng cho tôi ngồi. Khốn kiếp, khốn kiếp, tao còn. Chuyện đó, vừa rồi có phải có người đến bắn lương hương hay không? Đúng, đâu rồi, bị bắt đi rồi. Bắt đi rồi hả? Nhanh lên. Nhanh. Nhanh lên đi. Vào. Vào đó đi. Bị ai bắt vậy? Người Nhật. Bắt bao giờ? Vừa rồi thôi. Có phải là ông bắt trước tôi hay không? Có phải hay không? Không phải đâu tôi. Đi về hướng nào chứ? Bên đó kìa. Người anh em mau đi đi. Mau cứu người ra đi. Tay bẩn, đừng động vào. Mấy người các cậu chỉ có thể dùng sức với tôi thôi. Nếu như đại ca tôi đến đây, mấy chiêu là ngã hết ra đất. Đại ca của anh là ai chứ? Anh không biết đại ca của tôi hay sao?
đại ca của tôi. Nếu như mà nói ra làm cho anh gặp ác mộng luôn đó. Vậy nói đi. Đại ca của tôi là nhân vật lớn nổi danh trong dân chơi đồ cổ. Nói với anh thì anh cũng không biết đâu. Thôi được rồi, mấy người chơi đi, tôi đi đây. Đại ca của anh ở nơi nào chứ? Tôi cho người gọi anh ta đến. Làm gì vậy? Tôi có chuyện muốn hỏi anh ta. Một thương hội nho nhỏ lại dám ngang ngược như vậy. Một tự, cậu đi xem trưởng quỹ đã đi chưa? Ơ kìa đại ca, anh xem cô ấy. Nếu như cô ấy đi rồi thì không có ai quản được chúng ta nữa. Mặt trời sắp xuống núi rồi. Rốt cuộc cậu có đói hay không đi? Tôi lười chẳng muốn nói với anh. Muốn gặp đại ca của tôi dễ vậy hả? Mấy người ấy, à đúng, là Võ Đại Lang đi cầu Dương bà. Ai là Võ Đại Lang? Tại sao phải đi cầu Dương bà? Sao anh không biết gì vậy hả? Nếu mà Võ Đại Lang không đi cầu Dương bà thì sao biết là ai câu dẫn vợ của hắn ta chứ? Vậy không phải đại ca của mình thành Tây Môn rồi hay sao? Đại ca của anh ở cửa thành phía Tây, hay là tên anh ta là Tây Môn? Anh ấy à? Đúng là ốc heo. Được rồi, được rồi, không nói chuyện được với heo. Tạm biệt. Đi đây. Làm gì vậy? Bỏ tôi ra chưa? Cậu có tin tôi đánh một phát như chó không? Sao không thở nữa vậy? Kéo xuống đi. Lần này không tìm được Tây Môn nữa rồi. Đại ca, phi dịch bạch đến rồi. Đại ca, chuyện anh muốn tôi nghe ngóng tôi đã hỏi rõ ràng cho anh rồi. Nhưng mà thời gian vận chuyển lương thực chính xác chỉ có một mình Hideo biết thôi. Rốt cuộc dân thành có bao nhiêu lương thực vậy? Lương thực thì không ít, vì mỗi ngày người Nhật đều có xe lương thực chuyển đến dân thành. Đại ca, tôi thật sự cố hết sức rồi. Vì đây là hậu phương của quân Nhật cung cấp, là chuyện rất quan trọng, bình thường người Trung Quốc không thể tiếp cận được. Vậy thì xe lương thực bao giờ thì xuất phát? Chắc là lúc nào cũng có thể. Thế này đi, cậu về tiếp tục nghe ngóng, có tin tức gì lập tức báo cho tôi. Được, tôi đi trước nha đại ca. Đại ca, phiên dịch bạch nói như không vậy. Chúng ta phải nghĩ cách để biết được thời gian vận chuyển lương thực. Đại ca đi rồi. Tôi đi tìm Du Thất. Đại ca, tôi đi cùng anh nha. Không cần đâu, đông người sẽ phiền phức hơn. Sao mà cậu dùng để uống vậy? Khát chứ sao? Rót cho tôi một chén đi. Cậu đi đâu vậy chứ? Tôi lo lắng cho đại ca. Không có sao đâu. Đứng lại. Gọi xã trưởng của các người ra đây nói chuyện với tôi. Xã trưởng Mura Mura không có ở đây. Thank you.
To gan. Anh là ai? Anh là ai? Tôi là xã trưởng Muramura của thương hội. Anh chính là Muramura hay sao? Tôi hỏi anh, tại sao anh lại nhốt người của tôi ở đây? Anh là nói anh bạn ghẻ đó. Tôi biết rồi. Quá ra anh là đại ca của anh ta. Anh tên là Tây Môn. Tây Môn? Cái gì mà Tây Môn, Đông Môn? Giao người ra đây cho tôi. Anh ta đã từng đến đây, nhưng mà anh ta đã đi rồi. Bất kể giờ với tôi. Thả người ra. Tôi thật sự không lừa anh đâu. Anh ta đã đi rồi. Vậy được. Anh cho tôi vào phòng kiểm tra. Chuyện này chỉ sợ không được thôi. Cản hắn lại đi. Dừng xe. Chính là hắn. Đại ca, tiểu thất đã đợi lâu lắm rồi. Tên nhóc cậu đánh đổi thật đấy. Cẩn thận. Mau bao dây thu hộ cho tôi. Rõ. Đi. Đi đi, nhanh lên. Tư lệnh quan. Anh Muramura, dân. Người Trung Quốc vừa rồi đâu? Hình như đã chạy mất rồi. Đại ca, cái đám quỷ tử của thương hội không đến lại anh. Tìm người giúp rồi. Tư lệnh quan, xin mời lên lầu dùng trà. Vết thương trên mặt sao vậy? Không có sao đâu. Giả vờ chết đi. Nếu không thì cả đêm chúng cũng không tha cho tôi. Đại ca, tôi không gây rắc rối cho anh chứ? Cậu không gây rắc rối hay sao? Tại sao Muramura lại gọi tôi là Tây Môn? Có chuyện này nữa hả? Đừng có giả vờ với tôi. Nhất định là cậu bịa ra chuyện gì rồi. Thôi đi. Tư lệnh quan,
Người Trung Quốc anh vừa hỏi, hình như anh rất quen thuộc với anh ta. Đúng là rất quen thuộc. Nếu không thì sao tôi có thể vừa nhìn để nhận ra anh ta chứ? Mà sao lại quen biết với một thương nhân buôn đồ cổ Trung Quốc? Thương nhân buôn đồ cổ hả? Anh Muramura, anh có biết hay không? Anh gây phiền phức cho tôi rồi. Anh nên giữ anh ta lại mới phải. Là vì anh không tiếp đón tốt người của anh ta, cho nên anh ta đã đi mất. Vậy anh phải tìm được anh ta, rồi kết bạn với anh ta. Thành tâm thành ý kết bạn với anh ta. Anh ta là người đáng để kết bạn đấy. Thành tâm thành ý làm bạn với anh ta. Anh ta là một trong những người bạn hiếm có đấy. Tôi biết rồi. Tôi sẽ dốc hết sức để tìm anh ta. Anh có thể tìm được anh ta hay không? Thuộc hạ sẽ dốc hết sức mình. Tôi đợi tin tức từ anh. Rõ. Chỉ thiếu một bước nữa thôi. Rõ. Lão thất này, quá ra cậu đã chạy rồi. Thất ca có bản lĩnh thế nào chứ? Lớn như vậy rồi mà chưa có chỗ nào nhốt được thất ca đi đâu. Quan trọng là sao cậu lại quay lại rồi? Cậu không biết hay sao? Không phải đại ca ở đó sao? Đó là đại ca của chúng ta đấy. Chúng ta không thể không cứu được. Cậu không thấy lúc đó đâu, thất ca đây quy vũ lắm nhé. Một đấm đánh bay ba tên võ sĩ. Tôi... Cậu bỏ cái chân ra đi. Một đạp đá bay ba tên. Cuối cùng cứu được đại ca ra. Nhưng nói suốt nãy giờ, đại ca nói là chạy ra từ cửa sổ là cậu cứu, có phải hay không? Chuyện này đừng nói với đại ca, sợ mất mặt mũi ấy mà. Đáng tiếc. Tiếc gì nữa? Lư Hương đấy, bị cái tên khốn Muramura giữ lại rồi. Có cái gì đáng tiếc đâu chứ. Cậu lại vào đó lấy lại là được. Cậu có bản lĩnh lắm mà. Đúng ha. Tôi đi thêm chuyến nữa vậy. Nhưng tôi đoán rằng có một khả năng là cậu phải cứu đại ca thêm lần nữa đấy. Ý là gì? Cậu xem, theo như lời của cậu nói, cậu vào đó lấy đồ bị quỷ tử bắt lại, có phải hay không? Đại ca phải qua đó cứu cậu, còn cậu phải quay lại cứu đại ca. Cậu cứu anh ấy cứu cậu. Cậu cứu anh ấy, hai người cứ vậy. Cậu nói đểu tôi đúng hay không? uống nước đi. Mai Hương, trưởng quầy đi chưa? Dạ đi rồi. À đúng rồi, trước khi đi chị ấy bảo tôi nói với anh, không cần biết anh nghĩ ra cách gì để cướp lương thực, nhất định phải đợi sau khi chị ấy về mới được. Bàn bạc xong mới được hành động. Đợi cô ấy về hay sao? Đợi cô ấy về thì xe lương thực của quỷ tử cũng đến Thanh Thành rồi. Chị ấy nói như vậy đấy. Đừng đùa, cô làm việc đi. Đại ca, Phi Dịch Bạch đến rồi. Phi Dịch Bạch, ngồi đi. Đại ca, tôi nhớ ra một người. Có thể người này biết thời gian vận chuyển lương thực. Ai vậy? Muramura. Là cái tên xã trưởng của thương hội đó hả? Tôi đúng là đã gặp. Mau nói đi, rốt cuộc hắn làm gì chứ? Người này ngoài mặt là xã trưởng của thương hội, nhưng mà thực ra vẫn luôn âm thầm thu thập đồ cổ của Trung Quốc. Đồng thời mỗi lần sẽ thông qua đội xe của Hideo chuyển về Thanh Thành, sau đó từ Thanh Thành chuyển về Nhật Bản. Xe nào vậy chứ? Cụ thể là xe nào thì tôi không rõ nữa. Nhưng bây giờ tôi nghĩ, nếu như lần này hắn vẫn muốn dùng xe của Hideo để chuyển số đồ cổ này, nếu như là đội xe chở lương thực thì hắn nhất định sẽ biết rõ thời gian. Được. Du Thất, dân đại ca, đi báo cho Muramura, nói tôi muốn gặp mặt hắn. Được. Từ từ thôi, Thất ca.